Ok, mời lên em. Theo thông lệ thì cuối tháng thì chúng ta sẽ lướt lướt xem cái tháng sau có game gì mới. Thì lần này là tới tháng 3 rồi. Rồi lướt qua thì cũng có quá nhiều game hay luôn. Cái list nó rất là dài, nên cái video này chắc nó cũng dài dữ lắm đó. Rồi, đầu tiên thì chúng ta có một cái tuần thứ nhất và tuần thứ hai. Đây, anh em thấy cái danh sách nó dài dòng dọc chưa? Mở màn cho cái đầu tháng 3 là một con game thể loại máy bay gì đó. Tôi cũng chưa biết nữa. Một con game thì tôi sẽ lướt ra khá nhanh thôi. Con nào hợp gu đáng chú ý thì tôi sẽ xem thời gian nó lâu lâu một tí. Game này cái lượt follow nó khá là cao luôn nên cũng lướt thử. Nhưng mà cơ bản vẫn là máy bay rồi chế đồ thôi. Có phần quên nè. Anh em nào đam mê cái thời máy bay chiến quốc thì thử qua được á. Con tiếp theo là con Mobius Machine. Game này thì tôi đã chơi rồi. Cũng có viết cái review về nó rồi luôn rồi. Anh em thì rảnh rảnh thì có thể lên blog để đọc nếu như muốn thưởng thức và thử game này. Cơ bản thì nó là mày chơi Navia đó, đây nè. Cái thẻ này nó rất là ưu tiên luôn. Để đưa dòm lên. Đó, một con game dạng 2D thôi nhưng mà nó làm rất tốt những cái truyền thống cổ điển. Nếu nào muốn xem review tôi viết về con game này thì có thể lên cái mà web của tôi. Tôi nhớ mới viết gần đây thôi, đây nè. Đó, cũng đã chơi qua thử một thời gian rồi nhưng mà chưa có cơ hội để quay video. Nào rảnh thì tôi sẽ quay cho anh em. Con này thì Dev cũng mới gửi thôi, tôi cũng chưa biết có nên chơi không. Thấy nó cũng có vẻ khá là thú vị. Trong nó thuộc dạng giải đố indie á, nhưng mà kiểu mình xây dựng mấy cái này nè, rồi cho nó kết nối với nhau, thì tôi cũng chưa biết rõ nó là cái gì nữa. Nhưng mà trông có vẻ thích hợp đó. Có thời gian thì tôi sẽ chơi qua con này trên kênh. Rồi, đây là con một trong những con game mà đáng để nói nè. Game này thì tôi chơi cũng hơn 5 giờ rồi, tính ra là 6-7 giờ á. Một con game mà chủ đề Ba Lan, dạng mà RPG cho Match Master nha. Nó có một cái cốt truyện rất là thấm đẫm luôn, dạng là vừa mà mang tính yếu tố hiện thực của lịch sử đó. Lại thêm một cái phần ma mị khi nói về những cái con quỷ nè. Những con quỷ trong dân gian trong truyền thuyết thì nó giống như cái mà mấy con ma trong truyện cổ tích Việt Nam nhé. Game này thì nó hơi nặng về cái yếu tố mà tương tác, cốt truyện, giải đố nhiều lắm, nên chữ rất là nhiều. Anh em mà ngại đọc chữ thì có thể khó chơi game này. Thể loại của nó là tên bay nữa nha. Đây nó có cái thẻ chính là cái thẻ mà Gitogi nè, với mà Detect View đâu có tiêu người ta. Đây cái thẻ trinh thám nè, anh em sẽ đi quan sát thu nhập những cái manh mối rồi kết hợp nó lại với nhau. Thì anh em nào lười chơi con này á thì tới ngày ra mắt thì tôi sẽ đăng video lên. Video thì tôi làm rồi rồi nhưng mà chưa có được công bố shop. Đây, ngày 5 tháng 3 thì cũng là tầm tuần đó thôi. Tầm tuần đó là anh em có thể trải nghiệm game này rồi. Giá game thì tôi cũng không biết bao nhiêu, nhưng game này được phân được mà phát hành bởi 11bit Studio. Trước đó thì anh em đã biết qua con này nè. Invisible nè, con này thì cũng có trên kênh tôi luôn rồi. Anh em có thể xem lại video này cũng được. Đây là một con game mà tôi rất là hóng trong cái tháng 3 sắp tới. Lúc trước thì họ nhà phát hành họ ghi là cuối tháng 2, tầm tầm hai mấy tháng 2 á, tầm này á. Thì sẽ ra mắt con game này, nhưng sau đó quyết định delay đi 2 tuần. Nhưng mà cái key gửi cho tôi thì vẫn xài được lúc đó nha, nên có thể là có một số cái kỹ thuật gì đó lỗi. Họ muốn ổn định hơn, chắc chắn hơn thôi. Game này cũng có trên cái hệ console PlayStation PS5, PS4 đồ hay gì á, anh em có thể cân nhắc qua. Lượng follow nó rất là cao luôn. Đây. Con này thì tôi thấy nó ngon ngộ nên cũng coi thử. Anh em giả lập làm một cái công việc IT. Mới vô nhìn thấy cái hình Animod Hacker rồi kìa. Chắc là dạng một con game simulator đơn giản thôi. Đó, anh em đi cái bỏ cái chip nữa. Tôi thì thấy mấy ông IT làm việc thì cũng nể lắm. Cái này là chuyên gia phần cứng luôn nè, chứ không phải là phần mềm coder gì nữa. Đa ngành nghề quá à. Một con game mà đua xe tôi thấy cái lượng follow nó cao dữ dời lắm nên coi thử 18.000. Tôi thì không có xe cộ nhiều nên không biết, còn đi bộ không à. Chắc là dạng lái xe mà vượt địa hình với những cái con xe khủng khiếp to bổ như thế này. Đây, mình có thể tùy chỉnh cái con xe luôn, phiêu lưu và khám phá khắp thế giới. Một cái phi hành đoàn của mình. Anh em nào muốn đi du lịch trên mấy cái xe mà bán tải như thế này thì thử mà được đó. Game này hiện để tôi mê lắm. Đây nào cuối tay 17 phát hành. Tôi cũng đang đi xin kỳ thôi nhưng mà chắc không được đâu. Tin Bay Combat nói về cái chủ đề là chiến tranh thế giới thứ hai. Một cái chủ đề rất quen thuộc, cũng trong một cái thể loại rất quen thuộc luôn. Hy vọng thì con game này nó có cái điểm nhấn gì đó.
Cái lối tên bay này thì chắc anh em cũng khá là quen với nó rồi. Nãy tôi nhìn cái mà cái kiểu này á, phong cách này á, thấy là cũng đó nè, cũng thấy tương đối quen rồi, không có khác biệt gì mấy những cái con game mình thường chơi đâu. Được, game này chắc quyết định phát này. Cái ad Steam tôi nó bị lỗi á, mấy con game mà chưa ra mắt mà có trong thư viện rồi đó, nó cứ gửi thông báo hoài luôn, rất khó chịu. Game này Kingdom Deluxe nè, game này thì nó phọt mobile lên. Nói thiệt là tôi không có cảm tình nhiều với game này, nó rất là nặng yếu tố mobile luôn. Tôi đã chơi trên kênh rồi, anh em có thể coi lại cái video cũ của tôi trên đó có đó, Kingdom Come Deluxe, Deluxe. Anh em mà coi cái phim của Hàn Quốc đó, gần đây nói về cái chủ đề zombie á, cũng không phải gần nữa, hình như là cũng 2-3 năm rồi, thì cũng có mà nói chính xác về cái cảnh trong con game này luôn. Thì game này nó làm ăn theo cái phim đó, nhưng mà nó là dạng mobile nha. Trên kênh tôi thì cũng nói khá chi tiết về con game này rồi, anh em có thể lên đó coi thử, mà tôi không nhớ còn nữa. Đây, để tôi lên tôi lục lại cho anh em luôn. Do video nè, đẹp chưa đây? Là Kingdom Come nè, Vương Triều Xét Sống là game mobile dựa trên phim. Đó, anh em cứ vô đó coi. Cái kênh tôi vô coi cái kênh sau đó, do danh đầu nè phải không? Tôi cũng ít vô bài YouTube nè, tìm kiếm đây nè. Cái này chúng ta... thì chắc nhập vô đây là nó ra thôi chứ gì. Sống ra ta ra nè. Đó, 2 tháng trước rồi, cũng khá lâu luôn. Anh em nào mà có thể trải nghiệm được con đó trên mobile á, game này thì tôi cũng chơi rồi. Winter Survivor, con game nó có lượt follow cũng rất là đông đảo nha, gần 20.000 nè. Game này thì nó không có kinh dị nên tôi mới dám chơi. Tôi chết kỹ cái thẻ nó lắm rồi. Nè, Open World Survivor, Open World Hunting, thợ săn rồi nè. Không có thẻ kinh dị hay dọa ma gì hết nên tôi mới chơi thử đó. Sao giờ có thẻ này ở gì? Chắc là nó hơi hù tí thôi. Mình đi trong một cái chuyến phiêu lưu á, mình lạc lên mình lạc với mấy cái đồng đội bạn bè của mình, rồi bắt đầu sinh tồn ở cái nơi cực lạnh giá hoang vu này, rồi chờ đợi một cái cơ hội giải cứu thôi. Đây nào, liệu bạn có thể nó sống đủ lâu để mà được cái nhóm giải cứu đến không? Chủ yếu là mình sống trong cái môi trường cực kỳ khắc nghiệt luôn. Tôi chơi thì mới có 2-3 tiếng à, ăn hành khá là nhiều. Video thì cũng quay rồi luôn rồi, tới đó anh em cứ lên kênh mình coi thôi. Tôi cũng chưa biết khi nào sẽ đăng video nữa, tôi không biết cái hạn cấm nó bao lâu, nhưng mà chắc chắn mà gần cái ngày ra mắt đó, thì tôi sẽ đăng ngày 7 tháng 3, tức là gần 8 tháng 3 đó. Anh em nào chưa có gấu thì 8 tháng 3 là sẽ có gấu cho anh em luôn nè. Cũng chắc cũng chưa có giá game nha. Game này đặc biệt một điều là nhà phát hành họ sẽ update liên tục, chu kỳ là mỗi 6 tháng, mỗi chu kỳ là mỗi là 6 tuần hay 8 tuần gì đó một lần. Đây nè, mỗi 8 tuần họ sẽ update content một lần. Về cái nội dung thì tôi chưa có tiết lộ được, nhưng mà trong đó sẽ có nhiều chương á, anh em chơi thì cái 8 tuần có thể họ update một chương, thì sau 6 tháng là họ ra phiên bản đầy đủ luôn, kết thúc giai đoạn Early Access. Lúc đó thì giá game sẽ tăng lên tí, anh em có thể cân nhắc được. Đây một game rất là đáng chơi nha, tới ngày đó thì anh em cứ lên kênh tôi lướt lướt coi tôi ăn hành cũng được. Con game này đã mở đăng ký bán sớm rồi, đây nè, anh em bây giờ có thể vô mua được rồi đó. Game vẫn kinh dị thôi, kinh dị thì tất nhiên là tôi không chơi rồi, Dev có gửi tôi cũng không dám nhận đó. Nhưng mà trong nó cũng rất ấn tượng đó nha, tôi cũng viết list từ rất là lâu rồi đó. Cái kiểu mà phong cách đặt tay của nó, bài trí bố trí đó, rất là độc đáo luôn, nên coi là cái phong cách nó rất là ấn tượng. Anh em nào đam mê kinh dị hay là hóng mấy streamer chơi mấy game này á thì được á, còn tôi thì chơi với tiền tôi cũng không dám chơi đâu. Lượng follow nó hơi thấp tí, 2000, nhưng mà tôi thấy con game này nó được phong cách hơn, có thậm chí có một yếu tố giải đố nữa gì nè. Đây một con game cho anh bẩn bựa đây, giống mà con game mà Getting Over It á, anh em ngồi trong cái thùng phi mà cầm một cái búa quẩy á, thì bây giờ anh em ra khỏi mà cái thùng phi đó rồi, nhưng mà bây giờ còn có hai cái tay lại tập game tiếp, bắt đầu leo núi, thì vẫn là cái dòng game mà cái độ khó cực kỳ cho anh bẩn bựa thôi. Đây nè, vô wishlist luôn, để có gì hóng người ta ăn thành coi chơi. Chứ mấy con game khó khó như thế này thì tôi chịu rồi. Game này nhìn cái lượt follow nó rất là cao nên tôi coi thử, trông khá lỗ.
nhìn mà cũng tương đối ngộ nghĩnh nè, đậm cái nét vẽ tay luôn. Lượng follow nó gần 10.000 nè. Thì tôi không biết có một cái cốt truyện bên lề của game này là cái gì không, nhưng mà cái art style nó nhìn rất là đẹp rồi đó. Phong cách vẽ màu nước rất là đậm nè. Con này chắc thiên hướng về âm nhạc, anh em mua con game để nghe nhạc cũng được nữa. Cua kìa. Rồi quyết định đi, tới ngày ra mắt thì tôi sẽ thử. Yoga, một con game tôi cũng khá là hóng nè. Nói vậy chứ bây giờ mới quyết định. Game này anh em nhìn vậy chứ mà thực ra nó là tên bay nha. Đây nè. Chứ không phải là lao vào rồi đánh đấm chặt chém như con Diablo hay là lá đèn phốc gì đó. 3D CGBG. Có điều mà không ít thấy mà con này nó ít quảng cáo lắm. Chưa có mang cái tên nhiều. Cái phong cách đồ họa của nó cũng rất là cổ nữa. Nó. Cái đoạn này thì nó chỉ fail một tí cái gameplay đồ họa thôi, chưa có nói gì thêm nhiều chi tiết. Thậm chí cái phần combat nó cũng chưa có tập trung cho nó, nhưng mà trông là cũng khá ổn đó. Cái thẻ mà CGBG thì đương nhiên là ăn tiền rồi, luôn luôn là vậy đó. Cái thẻ này luôn luôn là cái thẻ ăn tiền rồi. Tiếp theo là một con game giả lập làm cái tài xế taxi, anh em nào chạy mà Uber car đó, thì thử qua game này cũng được. Sáng mà chạy cái app hay chiều về chạy cái app nữa, anh em đổ con xe lên là bắt đầu đi lướt lướt cuộc sống taxi. Tôi thì không biết nhiều về xe cổ máy móc nên đành chịu con game này. Cái này là mấy cái cửa đó. Mình mở mấy cửa mà mở bằng này luôn, trông ngộ phết chứ. Cho xin lên xem. Game này thì tôi cũng hóng từ khá lâu nè. Trông nó bình thường vậy thôi nhưng mà cái phong cách đồ họa nó rất là kỳ ảo luôn á. Nó dạng như mà con gì á, con gì leo lên mà cứ lên hoài luôn á, only up hay gì á đó. Đó, con này cũng na ná vậy luôn. Nhưng mà cái phong cách đồ họa, cái art style nó cũng rất là độc đáo nha. Đó là em nhìn cái gì nó cũng cực kỳ vĩ mô cho nó dạng giống như mà lớp gáp vậy á. Bối cảnh lớp gáp á, không biết trong con này có ghi không. Không à. Lớp gáp là cái phong cách mà kiểu đồ họa cái thế giới cực kỳ ma mị bị chinh phục bởi những con quái vật khổng lồ nè. Mà sao con game này không gắn cái thẻ lớp gáp vô ta, tôi nghĩ cái thẻ nó rất là hợp luôn á. Nè, nó có một cái thẻ chủ đề riêng cho cái lớp gáp nè, mà không biết sao con game này nó lại không đưa vào. Tôi thấy nó rất là hợp với nhau. Lớp gáp là cái chủ đề tăm tối ma mị á, nói về những con quái vật khổng lồ là chính đó. Nó là một một trong những cái thẻ rất là ăn tiền với những nghề mà người đam mê cái chủ đề ma quái á. Con này thì quá là hot rồi, khỏi nói chắc anh em cũng biết rồi, bách 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 tờ nè. Thì sau cái mà bản demo nó quá thành công đi thì bây giờ cái bản chính thức đây cực kỳ nhiều người hóng luôn nha. Game này thì MMO đó, ủa không phải là online laser PVP thì nó cũng như MMO đi, nói chung là một một không phải quá nhiều người chơi nhưng mà nó lại do online. Đơn giản là anh em chỉ bui cái ba lô cho cái con nhân vật của anh em mạnh nhất là anh em đấm người ta đó. Trông nó đơn giản nhưng mà nó rất là nghiện nha. Cũng một thời trên VOZ rất nhiều anh em mà hóng thì thảo luận con này hứng thú luôn, thì bây giờ nó đã sắp ra mắt rồi, quá thành công cho một con game indie. 22.000 lượt follow. Cái đợt mà Steam Next Fest á, khi mấy cái bản demo khác á, người ta bắt đầu quảng cáo BG rầm rộ lên trên, thì cái con quỷ này nè, nó không có nằm trong cái sự kiện đó, nhưng mà cái lượng demo của nó lại nằm trên top tất cả luôn. Đúng kiểu là người ta tranh nhau đồ giải thì nó nằm chững chệ trên cái giải nhất này. Nhưng mà game nó hay, tất nhiên rất là hay rồi. Đây đây, một con game cũng thuộc dạng bom tấn đó nè. Đó. Mà nhìn nó hơi ảo ma tí nha. Mình xây thêm cái cầu để qua đường đó. Open World nè. Và game này tôi không biết là nó có bị overget quá không. Cảm thấy mà coi cái trailer thấy nó khá bình thường á. Game này tôi nghĩ là hơi overget á, chứ chưa biết chất lượng nó làm sao. Tại mà anh em nhìn mấy cái này hoành tráng vậy đó, chứ thực ra mà có sẵn một bộ áp set cho nên Guild đi rồi. Lúc trước là cái bộ áp set này có tên là Superman đó thì phải. Sau đó cũng có lùm xùm một cái vụ xung quanh đó, nên tôi cũng chưa biết làm sao.
nên game này chỉ là xem sơ thôi. À, bạn có 9 ngày để mà chiến đấu trước khi gì trận chiến cuối cùng đó, nên game này tôi chỉ thông tin chứ cũng chưa có hóng cho lắm, mặc dù cái lượng follow nó rất là cao ha. Summerhouse con này đợt mà Steam lấy phép hình như đổi tên nữa phải không ta, nhớ lúc trước không phải là tên này. Hi, I'm Friedemann. I've been making indie games Đơn for giản thôi, years, đồ and họa I've nó là never been pixel, able to anh make em cứ games bui that mấy high cái end công trình vô quality rất là đẹp that luôn. Cái này seem mà worth anh em paying nào for. gu thẩm mỹ cao á, đặt tay tốt á, Today, I bui want vô to liên tục introduce rất you là to my đẹp. first beautiful, Những con game mà innocent, ghi lắc dễ trí á, tiny không có interactive cái thẻ ghi world lắc đây đâu. to the feeling of a childhood summer holiday with long lazy Đây là có cái thẻ afternoons ghi and lắc nè. no rules or responsibilities. You Game build này your thì tôi cũng dream rất and là do hóng, a cái thing, bản demo thì tôi easy chơi on your thử rồi rồi. touch list Summerhouse on Đây nè, Steam. nhưng mà chưa Finally. có quay video. Thank you. Cái đợt này nó tăng rất là nhiều chắc trong cái đợt đó đó. Đây nè, tăng rất là nhiều trong cái đợt mà Steam lấy phép luôn. Steam lấy phép tôi nhớ là như đâu đâu tầm này, hoặc là tháng 1. Tầm này nó đi thẳng một dọc lên rất là cao, rất là thành công rồi đó. Thiệp Mogo là game gì ta? 18 cộng không? Tặng game mà dạng là phương ly, anh em có thể đi câu cá rồi nè, xây nhà nữa đó. Open World Survivor Gap. Con game này nó dùng chung cái bộ áp xếp với con game tôi, nên tôi cũng vào lô thử luôn. Con này con gì với chuột lang đó hả? Cũng được. Đó anh em nhìn cái bộ áp xếp con game này là giống hình game tôi luôn á. Con này có mà có ốp bạn bè không? Không rồi, chỉ có chơi một mình thôi. Nhưng mà đạt được cái số follow như thế này là quá ngon rồi đó. Nhìn giống đơn giản nhưng mà đúng cái kiểu indie luôn. Chơi chủ yếu giải trí phần phần thế là được. Nhưng mà nãy giờ có mấy cái hình này thì nó đã xuất hiện hết trong cái trailer rồi, nên tôi nghĩ mà cái bối cảnh thế giới của game này nó không có nhiều đâu. Game này có vẻ rất là nhỏ, nhưng mà lại là không có Early Access nữa nha. Nói chung là ra đầy đủ nữa nên có thể là chơi chống cháy thôi. Con này thì tôi cũng đã chơi trên kênh rồi, nên em rảnh rảnh thì lên coi. Cái gọi là Vương quốc Vương triều gì, chim cánh cụt gì đó. Bấm tìm kiếm đâu ta, đây phải không? Đây nè, xây dựng cái vương triều chim cánh cụt nè. Anh em rảnh rảnh vô coi cái video này cũng được. Thì Dev cũng hứa là cho tôi một kia rồi đó, nhưng mà không biết có giữ lời hay không thôi. Nên thành ra tôi cũng muốn chơi thử lắm. 3.000 lượt follow. Trước là cái bản của logo, game này có tiếng Việt nha. Đây nè, tiếng Việt thấy cũng ổn áp hết đó, chứ không phải là đơn thuần Google dịch. Anh em cứ xây một cái mà một cái khu ăn ở sinh sống cho mấy con chim cánh cụt, đóng lại mấy cái bầy cá voi sát thủ với mà cá con gì, con hải cẩu đó. Đồ họa animation nó tương đối ổn thôi. Gameplay thì chưa biết nó có chiều sâu nhiều không, tại vì trong cái bản demo chơi thì nó giới hạn có 1 năm mà, nhưng mà tương đối ấn tượng là tốt. Sinh tồn xây dựng là chính. Chim cánh cụt, coi video này đi. Sao mạng mẻo gì mà nó không load nổi video luôn vậy? Đó, cứ xây dựng đơn giản như thế này, thậm chí là bem được mấy con khác nữa. Anh em nào thích cái dòng xây dựng thì sẽ thích quân này thôi. Phong cách nó rất là tươi mát luôn. Cái tháng 3 là cái tháng cực kỳ nắng nóng luôn á. Game gì bẩn bựa vậy nè, hình như chia hai bên đánh nhau hay gì á, tôi nhớ mang máng vậy á. Ừ đúng rồi nè, chia hai bên trái phải bắn nhau nè. Đó, rất là toán loạn luôn. Game này chủ yếu là nó dạng bừa bữa là chính, không biết chiến thuật nó nhiều hay không thôi. Chứ tôi thấy là farm bài khá là nhiều á. Ông nào chụp cái tấm hình gen số mà dính vô The Lapkin đang chơi Baldur's Gate 3 nữa nè. Đúng kiểu mà phổ thông dân dã chúng tôi luôn. À ta để cái này đi, để dướng vô cái hình này đúng bữa. 5.000 lượt follow, quá thành công rồi. Game này thì đợi ra mắt tôi sẽ chơi, tôi thấy nó cũng khá nhiều thông tin đó, cái gì tôi đi xin kia. Rồi chúng ta xong cái tầng 1, 2 rồi, bây giờ chuyển qua cái tầng 3, 4. Tầng 3. Tầng 3 nãy giờ là mới có mấy tầng nữa nha, nhưng mà cái lượng game nó quá là nhiều rồi. Tầng thứ 3 chúng ta có con Scepter, Terra Scepter, con mà xây dựng ở ngoài cái hành tinh trên sao hỏa gì đó.
Tôi cũng thử qua cái bản demo đó rồi, nhưng mà đợt đó nó lỗi quá nên cũng chưa có chơi được nhiều. Mình có phân công vai trò quản trị cho từng thành viên làm việc trong cái này đó nè nha. Thì nó cũng là một con game xây dựng đơn giản thôi. Cái tông màu cam này đúng nóng nực luôn á, rơi vào cái thời điểm tháng 3 là cái tháng mùa hè đó chứ. Ồ, có thêm leaderboard nữa. Thậm chí là có chỉnh sửa cái level luôn, chơi cùng nhau luôn. Goblin Ton, con này thấy là hổng gài cũng chạy quảng cáo đồ nhiều rồi đó. Cũng được lắm, tôi wishlist cũng rất là lâu rồi. Đó, trông nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà thấy làm cũng mà chỉnh chu phết. Đó, mình bui dạng mấy cái bay này cho vô quản lý, rèn luyện mấy con goblin của mình thì sau đó đưa nó ra khám phá chiến trường đâu. Nào. Đó, chống lại cái bầy nhân loại độc ác, những chú goblin của chúng ta. Theo mấy cái chuyện hay tên mà tôi đọc á, thì goblin nó thường đi bắt gái về để xây dựng cái nồi giống, thì không biết con game này nó có được gì không. Ông nào làm cái video 10 phút gì trời. Nè, cái game này nó đơn giản như thế này thôi, nhưng mà nó rất nhiều thể loại luôn. Từ xây dựng cho tới mà roguelike rồi tên bay rồi thẻ bài luôn, rồi cào hầm ngục luôn nè. Cái thẻ building rồi ta. Mất tiêu cái thẻ building này. Đây nè, xe building nè, xây dựng căn cứ nè. Đó. Rồi mình có thể là phối giống với con goblin với nhau nữa. Goblin thì làm gì có con cái mà phối giống ta. Tôi nhớ cái tộc goblin này trong cái truyền thuyết là chỉ có cái giống đực thôi, nhưng cái khả năng sinh sản nó rất là cao, nó đi bắt mấy em tộc elf gì đó rồi nó ba chấm với nhau thì sẽ ra được con goblin đời con. Cái này cũng khá là thú vị đó nha. À, game con cha tuổi thơ của anh em nào, cái thời điện tử băng bốn nút nè. Game này thì không cấm luôn với Việt Nam mà rất đáng tiếc nên bỏ qua thôi. Game này cũng ổn áp hết á. Tôi nhìn cái mà cái trailer ông kia ông chơi hình như là cái bản demo hay gì tôi không nhớ nữa. Thôi cứ mà quyết lý trước đi. Hình như là Nigo Kun hay gì á. Tôi coi trên mà ai chơi rồi đó. Nhìn thấy cũng ấn tượng hết luôn. Nhìn cái trang bị mà thiết kế của XUI mà cái này là cái hút nè. Rất là đẹp. Mà con này á, đi với hầm ngục ở đầu khai khoáng ở đầu chiến đấu bây giờ. Nó na ná như con Gritun con coi á. Nhưng mà cái này phiên bản máy móc hơn. Mày chết chắc coi 50F. Con này nó combat dạng tên bay nha. Đi theo từng lốc ô vuông á. Không biết nó có ghi cái thẻ tên bay ở đây không. Đây nè. Dưới là grip bay nè. Grip bay là anh em di chuyển theo ô thì nó cũng na ná như tên bay thôi. Nhưng mà nó giống mấy con em lên đấy. Em mà lành gì đó. Được. Game này được phết. Họ còn một con đó nè. Ủa. Con này hình như dev tôi gửi được rồi. Giải đấu with Caleb. Có thời gian rảnh tôi thử qua. Con này đơn thuần dễ đố luôn. Chưa quyết lý thì quyết lý ủng hộ luôn. Game của bên Trung Hoa. Hy vọng là có cái bản tiếng Anh hoặc là Việt hóa. Không có tiếng Anh luôn rồi. Thì vẫn là mấy con game dạng mà BOV thôi. Tương tác. Đây nè. FMV nè. BOV là cái thể loại 18 cộng quên. FMV mới là thể loại game. Đó. Thì gần gần đây Việt Nam chúng ta nổi tiếng như con Love in the Gao đó. Được cái xe này bố tôi còn không chạy được nữa. Chứng minh tình yêu của mình. Minh chứng của tình yêu hả? Tự hào để yêu hả? Cả hát gì không? Hay là vũ đạo thôi? Hát đi, hát hò gì đi cho cái kênh tôi bị dính bản quyền cho bay vô. Rồi tới bi kịch rồi đó. Chứ bắt đầu giống mấy cái game mà phim Việt Nam rồi đó. Wicked. Vương triều Trung Hoa. Game này thì dev cũng gửi được rồi. Nên có thời gian tôi thử luôn. Xây dựng đơn giản về cái bối cảnh Trung Quốc thôi. Đồ họa nó cũng rất là đơn giản nè. Kiểu hơi mờ mờ nhạt nhạt tí. Thực ra cũng tương đối bình thường. As the heir to the throne, lead your people and create your great. Thậm chí trong cái trailer cũng chưa thấy gì nhiều nữa. Game này ra mắt phiên bản hoàn chỉnh luôn, chứ không phải là đi upset không đâu. Và dựng mấy cái hình đơn như thế này rất là đẹp luôn.
Tổng thể thì cơ bản nhìn cũng ổn đó, nhưng mà thực chất cái đồ họa nó tương đối bình thường. Phong cách đồ họa như thế này thì nó hơi mà tệ luôn. Thì có thời gian tôi cũng thử qua coi sao. Cái này chắc là cây kỹ năng thôi. Nè. Này thống kê tài nguyên, những cái resource của mình trong cái thời gian đó. Năm mới. Giờ này game gì phải 18 cộng đó. À đúng rồi, con game này nhìn nhìn giống mà con Ganlu Guilin mới ra mắt gần đây á. Tôi nhìn thấy na ná gì tôi cũng quyết định thử. Không có tiếng Anh, lượng follow hơi thấp. Rồi, nhìn thấy cũng là tương đối bình thường quá. Không phải là đương thường như 3D hành động như bình thường. Chỉ là cái thẻ GRPG thôi. Nói về con Ganlu Fantasy Guilin á thì nó cũng là cái gì ta, đang nói cái gì tự nhiên có email à, đẹp gửi game gì đó anh cha phạt ti. Thì nói về cái con này tôi nhớ đến con mà Ganlu Fantasy Guilin, thì cái nói về con Guilin thì tôi lại nhớ đến con Theo Aegis gì đó. Con Theo Aegis đó bây giờ nó lên mà Xbox rồi. Đây để tôi lục ra. Này nè, nó đã lên mà Xbox PC Game Pass này trong cái tháng này. Đó, anh em có gói Game Pass thì có thể lên được trải nghiệm con game này bây giờ luôn rồi đó. Này thì tôi thấy là nó cũng tương đối ổn, không quá là ấn tượng hay kỳ vọng nhiều, nhưng mà anh em chơi giải trí thì vẫn được. Tôi thì tôi thích con Ghiền nhiều hơn, con Ganlu Ghiền nhiều hơn con này. Con này cốt truyện nó hơi dễ con một tí, nhưng mà chơi thì đánh đấm chặt chém cũng hơi ổn đó. Mỗi tội cái nhân vật nó gạo tên chiêu thức nhiều quá thôi, chơi tí hơi đau đầu. Đây anh em có cái gói Fiji Game Pass có thể trải nghiệm được con này rồi. Rồi khách hàng gì nữa rồi, lại hóa đơn tới rồi. Joker Quyền Tử Đen á, cuộc chiến vương quyền á, trung cổ đấm nhau nhạt nhẽo nghe cũng tương đối ổn áp. Ủa phải chiến thực hay dân thực không, đâu phải GTS hay gì đâu, tình bay mà gì bạo lực máu me chứ gì. Bắn 23 máu mà bắn một phát 22 đâm, thêm cái trúng độc nữa. Được, game này được đó. Trông nó đơn giản nhưng mà cũng đủ ổn nha. Cái này là cái đoạn trailer cinematic này. Nhưng mà họ chỉ dựng phần lớn là mấy cái ảnh tĩnh thôi, không có cử động nhiều. Ồ, có giá luôn nè. Ôi ôi, đắt quá. Thêm một đống DLC nữa. Em nghèo lắm anh ơi. Ta quên những cái phiên bản cổ điển họ gom lại. Ồ, chưa được online luôn nha. Mười ngàn follow mà chơi được online luôn thì cũng ổn đó. Game này nó gồm rất là nhiều những cái phiên bản này nè. Anh em mua con game này sẽ được cái phiên bản này. Thì nó giống như cái tên là con Tomb Raider gần đây á. Tomb Raider gần đây cũng làm lại cái phiên bản 1 đến 3 remaster đó nè. Thì con này cái phiên bản nó cũ nó tổng hợp lại. Bây giờ có một cái chain như thế này cũng khá là ổn. Tôi thì chưa có chơi cái dòng Tower này nhiều. Battlefield thì cũng biết chút chút. Nhớ lúc trước hình như có một con game online mà cũng Tower này thì phải. Tôi cũng không nhớ nữa, lâu lắm rồi. Nên thôi cho qua đi. Alphos, Nowcast, con game là cũng 3 nè. Giá thì nó cũng 3 luôn. Giá 60 đô, giảm 17% còn 49 đô. Nhưng mà tôi chơi thử thì thấy tương đối bình thường thôi. Không thực sự là quá như mong đợi. Nội dung mình chơi thì chỉ xoay quanh mà cái súng ống là chính. Anh em mới thử qua cái bản demo là được nè. Được cái thiết kế môi trường bối cảnh đồ thì tạm ổn á. Có điều mà cái phần combat nó chưa thực sự xuất sắc. Cái phong cách di chuyển mà
cái kiểu mà di chuyển animation đó thì cũng tạm ổn. So what's Polana about? Shame and the nostalgia of a sacrifices to understand. Welcome to the many sacrifices to understand the truth. Nhảy xuống một cái chuyển sinh luôn. Game này tương đối bình thường thôi, không quá đến mức ấn tượng như tôi đã nghĩ. Cái phần xe que có năm 1999 thôi, cũng lâu dữ rồi nha. 15 tháng 3 game sẽ ra mắt. Đấy là chỉ là mấy tầng thứ ba thôi. Bây giờ chúng ta qua tầng thứ tư nè, lại một đống game nữa nè. Game đầu tiên là con ếch. Cái tựa game này dịch ra là không sử dụng nước trừ sâu. Đây là anh em có thể lên kênh tôi. Ếch. Đó, đại ca ếch, nông lâm ngư cần hết. Một con game thể loại mà bên đất heo, nhưng mà nó trông cũng khá thú vị. Anh em phải kết hợp thêm cái việc làm vườn đó. Anh em vừa làm vườn vừa chống lại mấy con sâu bọ đó. Đó. Nhìn quái nó ngập màn hình luôn nè, đã không? Game này thì chơi giải trí thư giãn rồi, tương đối bình thường. Anh em rảnh rảnh thì chơi được, thử cũng vui. Nâng cấp đồ cũng độc đáo lắm. Nên tôi cũng quyết định nó rồi, có thời gian thì sẽ chơi tiếp. Giá game nghĩa rẻ hơn nha. Tôi để đi xin dép thôi, cho thì mình chơi. Con này thì tôi cũng chơi rồi luôn rồi. Đây dưa phân tay, anh em có thể coi trên cái kênh tôi nè. Lúc trước vẫn là bản demo trong đợt Steam FF. À đây. Chơi chung con game tự động hóa. Anh em mà dạng nói chính xác hơn là đúng là kiểu nông trại ngoài vũ trụ luôn á. Mình đi xây nhà rồi săn bắt động vật rồi làm mấy cái vườn cây rồi. Thì đúng kiểu mà game nông trại bình thường thôi. Nên là nhìn em lái Gobo nè thấy không? Rồi Gobo tân tí thế hệ cao, công nghệ cao mà vô tay cái thằng người chơi nó gì đó. Lại nhiều phần tay. Biết lý luôn, ủng hộ nhà phát hành. Đó, mình té con Gobo trên xuống. Xong rồi bắt đầu duy trì sinh sống hành tinh này. Game nó rất là xanh luôn. Cơ chế điều khiển nó cũng tương đối thú vị nha. Mình có 6 loại vũ khí, mỗi cái loại là một tính năng khác nhau. Nó làm mấy cái trailer coi đã không, mướt mắt luôn. Con Gobo của mình đa năng vết luôn đó chứ. Được, game này được. Tương đối được thôi, chứ tôi chơi thì thấy cũng khá là bình thường. Có co-op luôn á. À có co-op luôn nè, nhưng mà vẫn đang giai đoạn early access nha, cũng hơi ngại cái vấn đề này. Chưa biết khi nào ra mắt cái phiên bản đầy đủ, nhưng mà vẫn trong cái tiến trình phát triển đó. Nó có một cái cơ chế mà nhặt đồ cũng khá là thú vị đó. Mình chơi là gần như lũ đạn luôn á. Mà xa quá thì farm sao? Đó, mình đụng đồ mình quăng vô. Đó anh em nhìn nó farm đồ đã không? Không hút đồ rồi bắn thẳng vô con Gobo mình luôn. Cơ chế farm đồ nó cũng đổn đó. Rồi, game này tương đối ổn. Alone in the Dark. Game này chắc là kiểu tương tác thôi. Đây. Nó hơi yếu tố kinh dị nên là tôi cũng hơi ghét đó. Lớp giáp nè, có cái thẻ lớp giáp vô nè. Kinh dị, trinh thám, điều tra phá án luôn. Đây. Nên có mấy con game này tôi khá là hóng. Reimagining of the cult classic original is a peerless survival horror adventure. Expect searching puzzles, a sinister southern gothic setting, and increasingly scarce ammo. Nhìn cái anh em có cái góc cam á là anh em nhớ nhớ đến cái dòng game mà Gears and Evil á. And it's brought to life by top tier Hollywood talent Jodie Comer. Cái trailer mà nó đọc như đọc diễn văn á, chữ nó không ngừng luôn. À. Anh em nhìn cái cảnh này thấy chắc cũng quen rồi đó. Phiên bản tái hiện Alone in the Dark trong một bức thư tình gửi đến một trò chơi kinh dị cổ điển đình đám của thập niên 90. Thập niên 90 là đầu những năm 2000. Những năm 2000. Have you ever talked to a doctor about your condition? This is madness. Biết đi Magic.
Thôi 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 thôi. Đây, bom tấn của năm đây. Horizon Forbidden West sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 3. Trời ơi, còn hỏi năm sinh đó. Tôi cài nguyên một cái extension chỉ để kiếp qua cái đó thôi đó. Chứ mỗi lần vô nó hỏi năm sinh hoài mệt lắm. Game này thì cái bản B5 đưa lên, hy vọng là cái đồ họa nó cũng tương đối ổn áp như vậy luôn. Bản này hai em này là đá lưỡi với nhau đó nha. Không có cái thẻ LGBT ta. Ờ có nè, có nè. Nữ quyền LGBT vào cốt truyện. Game này có thì tôi vẫn chơi bình thường thôi, không có kỳ thị và cái đó gì nhiều. Nói chung là chơi game thì anh em cứ chơi game thôi, đừng có đem mấy quan điểm khác vô nhiều. Được, ok. Này cũng là bom tấn, quá là bom tấn rồi. Nhưng mà nghe nói cấu hình khủng khiếp lắm. Tôi không biết trên cái bản PC họ công bố cấu hình chưa. Đây, 2080-67T là con máy của tôi vô phương luôn đó. Chỉ biết nhìn anh em qua YouTube thôi. Đừng có nói là quay video, chơi game thôi còn thấy khó khăn á. Này siêu phẩm quá nổi tiếng rồi, chắc anh em mà nào cũng nghe qua hết rồi, nên không cần giới thiệu nhiều nữa đâu. Medusa hả? Ôi ôi, game hay, game hay. Game hay đó. Được. Anh em quyết định game này đi. Có giá luôn là gần 2 củ hả? Rồi bye bye anh em. Có Denuvo không ta? Có Denuvo luôn. Rất đáng tiếc cho anh em. Hết quay con game gì đây? À, game mà kiểu quản đội và cái gì? Quản lý phi đội ngoài hành tinh nè. Lượng follow rất là cao. Đó dạng Gogula nha. Đâu rồi? Đây nào Gogula giết vui là thẻ bài á. Quyết định luôn. Cạc game. Game này 2D hết ta. Cũng có yếu tố 3D mà. Mình có thể nâng cấp tạo vũ trụ mình rồi đi khám phá mà liên hành tinh thôi. Nó giống như con Cobalt Core á. Single laser nha. Tính đâu có online thì tôi không chơi được đâu. Sao nó lại giống hai con này. Mỗi con này tôi chơi bao giờ đâu mà nó hiện lên một giờ ở đây thôi. Được, tạm ổn. Rồi, bây giờ chúng ta qua từng túi cuối cùng. Đưa nhanh tốc độ game ơi. Đây. Từng cuối cùng thật ra là cũng còn rất nhiều bom tấn nha. Đầu tiên là con Phai La nè. Game dạng phiêu lưu khám phá, giả lập nông trại, đồ họa nó rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn cái phong cách đồ họa của game này. Trận bắn hả? Nấu ăn. Nói chung là cái ạc tay con game này nhìn rất là thích. Phong cách cái đồ họa mà tay lít nè. Đơn giản nhưng mà đẹp đẽ dễ nhìn. Xây được cái nhà gần như nguyên một cái ngôi làng luôn. Nhìn đã chưa? Palia. Game này tôi cũng rất là hóng đó. Thậm chí có thanh toán cho mạp nữa giờ gì. Thôi hy vọng là con game chỉ bình thường thôi, đừng có mà nạp tiền hút máu gì quá. Phiên bản PC sẽ sớm phát hành trên Steam. Ủa con này 18 cộng không vậy? Từ 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 từ. Không không, nó chỉ hơi hở hang tí thôi. Chúng ta quay lại đây. Gãy gú nó hơi thiết kế hơi đẹp tí. Nó là dạng con game bên đất heo. Lướt lướt thử vài tấm ảnh trước đi. Mình đất heo mà phong cách đồ họa như thế này rất là đẹp nha. Nên em nhìn hiệu ứng FPS nó làm rất là rõ ràng nha. Thiết kế cái bộ XW dưới đây cũng đẹp đó. Mình có thể nâng cấp lên là khoảng 6-7 lần rồi phải không? Hơi nhiều rồi.
Quỳnh Lê Theo mà phong cách đồ họa gáy gú như thế này là ổn áp hết đó chứ. Thiết kế ui đùi nhìn cũng ổn rồi nè. Cái phông chữ này nó dính viền quá rồi. Cái này là nó bị dính vô viền hay là bị cắt mất góc hay gì đó. Chắc là chụp hình nó cắt mất góc á. Chứ ai mà thiết kế cái chữ cái số nó dính vô viền như thế này nhiều gì. Được, game này một con game bên Intel nhưng mà trong ổn áp hết. Mình Intel Google Live nè. Tìm kiếm cổ vật á. Giữa hai thế giới, giữa những chân trời, nó giống giống cái phim gì đó. Tôi nhớ gần đây có coi một cái phim hình như là giữa hai ngọn núi hay gì đó, Between Mountain hay gì đó. À, The Mountain Between Us. Còn núi giữa hai ta. Ồ, dạng game pixel đồ họa 98 à. Nhiều kết cục luôn nè. Con lít màn hình cũng pixel nữ quyền không gian tôi mắt mắt tơ được. Ổn áp phết. 40 nhân vật luôn, 40 tình nghi. Đồ họa pixel mà nhìn cái phong cách phối màu như thế này cũng đẹp mà. Con mèo nè, 4 tuổi, tên là My Bull, dạng là phép. Thì nó chỉ là cái dạng phân tích đi điều tra phá án thôi, nên em không thể trông chờ mà cái mấy yếu tố hành động hay là cái gì quá được. Như thế này là tạm ổn rồi. Game này thì dạng chiến thực. Nó rất là nổi luôn. Cái đợt mà demo nó cũng rất là nổi hay gì. Các bạn chơi sớm. Click luôn. Đây, nó phong cách mà con siêu sáu gì đó. Đây nè. Muốn biết tình bày. Chiến thuật quản lý. Cái này anh em sang cái kênh của Hoàng Anh á. Đảm bảo là bên đó có kênh chơi mấy con game này luôn. Cái kênh rất thích những con game chiến thuật. Gần đây hình như đổi thành tên triệu đô là tỷ phú vậy. Lúc trước cái tên kênh đó là giúp đào, sau này đổi qua Hoàng Anh, bây giờ lại đổi tên tiếp. Mình đã chuyên những con game chiến thuật như thế này. Nổi tiếng nhất cái dòng game chắc là chơi con Total War 3. Cái dòng Total War cái gì hình như không nhớ có số 3 không. Được, game này ổn, có thời gian thì cứ thử thôi. Tôi thì cũng không có gành mấy cái thay đổi 4X chiến thuật này lắm, nhưng mà có thì vẫn chơi. Hồi đó thì chơi con này 23 giờ rồi đó. Alphos, game này của anh Trung Hoa rồi. Thấy lượng mà follow cũng cao lắm nè. Con này trong cái event mà Deno Turbo nè. Cái này trang bị súng ống, bắn súng. Game này là online co-op chứ không phải là MMO nha. Máy móc đồ thiết bị đồ cũng ổn đó. Ồ, có thủ thành nữa hả? Tower Defense không? Có luôn nè. Xây dựng căn cứ nữa. Được. Mấy game đa thể loại mà làm như thế này là rất là được á. Gái nè. Gái mấy con game mà Trung Quốc thì anh em yên tâm đi. Không có như mà mấy game châu Âu rồi. Không như mấy con game Âu Mỹ bây giờ đâu. Cái này cái gì vậy? À, cái con game dựa trên cái phim hoạt hình gì nè. Tôi nhớ rồi. Hey, you ready to come play another game? Anh em mà xem hoạt hình nó bựa bựa chắc là quen mấy thằng nhóc nè. Kaman, Satan, Kalei, Kenny. Giờ này có bựa lắm. Online co-op, single player. Nghe cái giọng lồng tiếng nó là thấy buồn cười rồi. Tôi vẫn chưa biết cái thay đổi game này nó như thế nào nữa, nhưng mà có vẻ là bựa bựa đó. Không biết là đấm với nhau hay là đấm với quái hay là làm gì, chỉ có vài tấm hình thôi nên cũng chưa hy vọng mấy.
Game này game gì vậy? 10.000 được follow là cũng cao nha. Game này hết lạ lạ, tôi chưa biết nó luôn. Photo mod, chế độ chụp hình hả? Trời, Death of Blue là cái gì không biết nữa. Cũng chỉ có thay đổi ngày và đêm luôn. Giá trị chờ đợi rất là cao với những công trình mà bạn xây dựng anh. Đã ha, mình xây được một cái thành phố trên biển như thế này là đúng đã luôn. Nó có rất nhiều cái thay đổi môi trường với cái tông màu gần như độc nhất luôn á. Nãy thì màu cam, còn bây giờ là màu xanh tím. Thậm chí có bản demo trên PC rồi luôn nè. Thì có thời gian tôi thử qua luôn. Được. Xây dựng thành phố, quản lý chiến thuật với combat nữa nha. Mà tôi chưa thấy yếu tố combat trong video. Địch chắc đây quá. Nhạc nãy giờ nó có một bản một nó làm đi làm lại hoài. Liên hành giữa các vì sau luôn á. Đó nó combat này nè. Nếu như có mà đánh nhau á, thì chắc chắn sẽ có những cái buôn bán với nhau, gọi là thương đoàn á. Cái cổng dịch chuyển rồi, còn gì thì đảo vậy. Trao đổi buôn bán thì nâng cấp quản lý tài chính rồi cái thứ. Được. Chỗ này là mẫu phết. 10.000 lượt follow rồi đúng không? Xứng đáng. Bookworm, Angon, Gona gì đó. Little Love. Con này đợt mà Temple Fest tôi cũng muốn thử qua rồi, nhưng mà chưa có thời gian. Ấn tượng ban đầu là khá tốt thôi. Không biết nó thiên cái yếu tố dễ đốn nhiều không, nhưng mà có thể coi gì với Glass tin là anh em chơi thư giãn thoải mái được á. Còn đi khám phá đồ bạn bè với nhau thôi. Chắc kiểu cái dạng mà đi phủ xanh những cái hành tinh này, phục hồi sức sống do mà cái thành môi trường gì đó. Còn một thế giới hoang tàn, nó một thế giới đầy xanh tươi nè. Thì như quản lý thanh thản này, thư giãn thoải mái này cho phép bạn khám phá một hành tinh xa lạ, nơi mọi thứ là không còn như xưa nữa. Khai thác sức mạnh của thực vật để khôi phục môi trường và xây dựng một cộng đồng hưng thịnh. Cùng với đồng đội của bạn là chẳng có co-op. Không có, chỉ có xin gameplay thôi, ngừa đảo. Game này đây đó hả? À? Cũng được, nói chung là đi làm nông thì cải tiến thiên nhiên rồi. Có phần lo, game gì đây? Đua xe không? Không, game kể chuyện rồi. Đây nè, tìm thấy tiểu thú thiết này nè. 2D còn 3D cinematic nữa, góc nhìn thứ nhất. Họa đơn giản cách tân có detail view luôn. Con này dáng dạo cốt truyện. Nhẹ nhàng như mà Lai Trang rồi á. Nhưng mà cái hài tai này tôi không thích cho lắm nha. Cái môi trường với bối cảnh bố cục thì được á, nhưng mà cái phong cách này tay này thì không hợp tôi cho lắm. Họ còn một con game nữa nè. Godworm á. Lời tiên thệ của các vị thần. 3D vào cốt truyện thể loại mà chiến thần nha. Chứ không phải là đi chặt chém đơn thuần 2D. Một mình thằng này chấp hết à? Có không? Nó là bên phía mình. Nhìn nó to vãi rồi. Nhưng mà nó lại phóng vi tiêu. Tôi ghi cốt truyện luôn. Thậm chí có cơ ốp chơi với nhau. Không biết có đánh nhau online không? Có luôn. Có PvP là cái yếu tố cân bằng game là làm phải mạnh dữ lắm đó nha. Nhất là cái lượng follow nó cao thì lượng người chơi đông đó. Rồi, quyết định đi. Omega Raptor, game này tôi cũng chơi trên kênh rồi. Anh em rảnh rảnh nhớ qua. Một con game thể loại tự động hóa rất là thú vị luôn. Cái video tôi chơi thì nó chỉ là một cái phần nổi nhỏ thôi, chứ chưa có được nhiều cho lắm. Anh em sẽ lập trình những cái con đệ do nó đi làm việc cho mình. Đây nè, tôi làm mấy con cu li này, anh em thấy nó đi làm việc không? Nó đi đập đá trồng cây gì đó. Rồi xong rồi nó mang nguyên liệu về. Anh em chơi game này giống như là làm lập trình luôn á. Bởi vì nó mà cũng khá có chiều sâu, chơi cũng tương đối thú vị. Lúc tôi chơi thì còn tiếng Nhật hơi nhiều. Đó, anh em sẽ thiết kế cho nó tự làm việc như thế nào
đi đến đâu thì điều kiện như thế nào. Game này nói là đúng là cái phiên bản fan world luôn á, nhưng mà tôi thấy con này nó có chiều sâu về cái gameplay hơn, chỉ là mấy con lính của nó làm hơi ít thôi, không có đa dạng. Thì fan world là anh em tự động làm việc chỉ quăng vô thôi, còn bây giờ con này nó hướng đến cái phong cách lập trình cho con mà nó đi nó xử lý nhiều công việc hơn. Omega Raptor phong cách đồ họa nó cũng đơn giản nữa, cơ chế chiến đấu khám phá hầm ngục đồ nó cũng rất là nhiều đó, sau này mình xây được cái ngôi làng cái đó luôn á. Nhìn cũng mà người ta thiết kế cái ngôi làng đẹp không, chỉnh chỉ phết, chở bùn vô thôi. Em đi áp nha, giờ này vẫn chưa ra mắt bản đầy đủ, thì sắp tới mà có được gửi kỳ thì tôi nhất định sẽ chơi con này à. Được 29 tháng 3, cuối tháng 3 luôn. Senchi này thì nó hứa ra mắt trong tháng 3 nhưng mà đi đây hay gì rồi, không biết chính xác là ngày nào, chỉ ghi tại tháng 3 thôi. Game này cái đoạn mà game này Quốc hay là Steam Next tôi cũng nhắc nhiều rồi đó. Đó, phong cách bắn súng như thế này tương đối đơn giản à. Nó có thủ thành đó nha, tu và defense là anh em có thể set up mấy cái bẫy, mấy cái chuồng súng gì đó vân vân và may may. Rồi, coi như là kết thúc lần này. Tháng 3 này, quá nhiều game luôn. Nãy giờ sơ sơ tôi lướt cũng 3 40, 4 50 game không dừng á. Anh em muốn xem chi tiết mấy con game khác thì có thể vô chỗ này. Đó. Vô mà SteamDB nè, nhấn vào cái bộ lịch trên này. Nhấn vào cái tháng 3, ngoài ra còn rất nhiều trang mà để xem ba cái tương đối như thế này đó, anh em có thể thoải mái lên nhiều trang. Thì trang này nó sẽ tổng hợp nhiều hơn, nó tính theo lượt follow. Còn anh em muốn xem mấy con game trên mà PlayStation Control hay là Nintendo Switch gì đó thì có thể thử vào một vài trang game đó. Như tôi thì cũng hay đọc ở trên Polygon nè, nó cũng có một cái mục để anh em có thể coi những con game mới luôn. Có thời gian rảnh thì tôi thử thử qua. Phim này thì coi cũng tầm tạm, chưa quá ấn tượng. Cái dàn nhân vật mới nó trẻ quá, cái dàn nhân vật trẻ này nên cái diễn xuất nó không tốt. Còn cái kịch bản phim thì nó cứ đều đều đúng cái kiểu phim cho em á. Ngược lại thì cái bối cảnh nó làm rất là đẹp luôn. Còn mấy cái hiệu ứng effect phụ đấm nhau thì làm cũng tương đối ổn nữa. Thì nó có điểm cộng cũng có điểm trừ. Anh em coi thì coi cũng được. Bây giờ thì giveaway thôi. Giveaway á, giveaway tôi đăng ở đâu ta? Từ 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 từ. À đây 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 đây. Giveaway đợt này thì chuyển qua đóng nha. Bây giờ thì xong rồi. Đợt này thì một con game nhỏ để anh em trưng cái thư viện. Còn đợt tới nữa thì tôi sẽ giveaway con game này. Rồi để tí tôi mở lên. Nhưng mà chưa biết khi nào tôi sẽ mở cái con game mới. Thì hôm nay tôi trả cái phần quà 24/05 này đó. Đợt tới thì có thể là tôi giveaway con này. Rồi đó. Ủa đây có thể là tôi viết vào quay con anh em mà bui một cái mà thi đạp nè, xây dựng thành phố thi đạp cũng mà tôi mới chơi gần đây thôi, là con này đó, xây dựng cái thành phố thi đạp. Đợt đấy thì có thể được viết bộ quay con game này, chưa chắc nữa nha, xin được kỳ thì tôi sẽ viết bộ quay, còn chưa được thì thôi. Thì bây giờ chắc khoảng tháng 3 ngày vừa gõ. Rồi, bây giờ tôi sẽ giveaway con game này. Đợt này thì khá ít anh em ơi. Chỉ có khoảng 23 người thôi. Nên tới đây là đóng. Bây giờ tôi gom vô một cái file giveaway luôn. Đó, cái file giveaway ở đây luôn. Anh em nào tham gia thì mới mốt vô đây. Khi nào thấy chữ tham gia hiện lên chỗ này, anh em bấm vô là nó ra liền. Anh em xem mấy cái video trên kênh tôi chẳng hạn như cái video này đi. À, video này public rồi, đúng rồi. Đó, anh em sẽ bấm vô cái phần mô tả đó, sẽ nhìn thấy cái mà tặng game hàng tuần, thì cứ bấm vô là nó ra cái form này của tôi đó. Khi nào anh em thấy cái chỗ mà tình trạng á có cái chữ tham gia á, thì anh em bấm vào đây tham gia, nó sẽ hiện cái form để anh em điền vô cái form đó là xong, đơn giản vậy à. Còn bây giờ thì chưa biết có giveaway game này không nên cứ để đó đi. Rồi tôi sẽ giveaway anh em con game này trước đã. Đợt này khoảng 20 anh em tham gia thì nó dễ hơn rồi, nên quay 5 lần ăn nha. Ừ? Sao không tìm được nó phát? Đây. Lần này danh sách chúng ta 5 lần win.
Con game này con game nhỏ thôi, tôi cũng không biết game gì nữa. Tôi lấy lâu dữ lắm rồi. Nên anh em lấy về chủ yếu là chuyên thư viện. Chứ mà chơi thì cũng muốn chơi thì cứ chơi thôi. Lần win luôn. Lần 1 đến lần 4 thì tăng cái mà ghét thôi. Quèo, 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 quèo. Cái đợt này hình như tôi chơi con VOZ này nè. Vua mèo á, vua mèo đen á. Con này mới, con này như cũng mới nữa nè. Này để tôi. Wow, Discord. Rồi, chúng ta đợt này có khoảng hai mươi mấy người như thế này thôi, ganh đúng. Thì vẫn như cũ, lần thứ 5 là win luôn, 4 lần đầu thì đang ghép. Tôi vô setting vậy đã. Đổi hình nền không ta? Đổi hình nền cho nó may mắn thôi. Đổi sao? À đây nè, đây nè. Thời gian quay, mấy lần đầu tăng ghép thì 10 giây thôi. Thôi 10 lần đi cho nó vui, 5 lần ít lắm, 10 lần cho nó bấm mày không, 10 lần, lần thứ 10 là win luôn. 9 lần đầu thì đăng ghép, 1 đến 9 đăng ghép. Rồi TFKK đầu tiên ngay chỗ này luôn. Số 1 kỳ nát nè. Cái gì 040295, ông nào tên đọc cái gì. Đó, số 2. Rồi ganh đúng gái. Quất, bây giờ là số 3 đây. Heo con. Leon con. Qua mà con ngỗng này. Con sư tử nè. Con ngỗng nè. Con rồng nè. Ba con nó nằm kế nhau luôn. Bên phương mod vua mèo không chưa vẫn có qua vua mèo đúng không, mèo nó đen. Số 4 random bây giờ tới 5 6 7 8 9 nữa đi ép cây cao con heo rồi. Sao mà quay nãy giờ vô mấy động vật nhiều quá ta, sở thú à. Cái này số mấy vậy, 3 4 số 5. Thằng này có số 4 rồi, bây giờ qua số nữa hả? Không, không, tới ông béo à. Béo, béo, béo. Số 6. Rồi, random 7, 8, 9 rồi, người thứ 10 là trúng luôn nha. Mấy ông có số là tăng đường tí tỷ lệ lên đó. Nhưng mà vẫn là tỷ lệ thôi. Ông này hồi nãy một số rồi. Số 1 rồi nè. Ông này là tỷ lệ bây giờ gấp 3 lần người ta rồi đó. Đây nè. Đây nè. Số 8 là ai nào? Con vịt nữa hả? Mấy ông này bắt đầu lên nhân phẩm rồi nha. Số 8. Bây giờ số 9 là ai đây? Rồi tới số 10 tăng luôn đó. Chuẩn bị đi. Số 9 này vẫn còn tăng ghét thôi. Con heo. Con mèo. Rồi số 9. Rồi lần thứ 10 này là chúng ta trao giải luôn. Đây. Con sư tử nè, con ngỗng nè, con chó nè, con heo nè, con mèo nè, con gà nè, con rồng nè, vãi như cái sở thú vậy đó. Thiệt. Rồi 10 lần win, lần này tôi thắng là trao giải luôn. Bây giờ vô nâng lên 60 giây luôn cho nó thú vị. Nhạc đó không? Nhạc là một chuyện, còn nhân phẩm lại là một chuyện. 789 rồi, chơi hết 789 rồi. 3 1 2 2 1. Để nó quay về 789 lại rồi. Đây nè, đây nè, chỗ này nè, thằng này nè. Rồi, đi luôn rồi. Rồi, mấy cái ông mà tăng ghét. Rồi tới ông TNFKK rồi. Ông này như trúng giải rồi mà. Mép.
Rồi qua ông heo rồi, chắc ăn vô ông này luôn rồi. TNF Kiki. Rồi chúc mừng anh em. Chào giải 405. Đây. Rồi, tôi sẽ gửi anh em cái phần quà là một con game nhỏ nhỏ để anh em trưng cái thư viện là chính. Đợt này cái game nhỏ thôi, chưa có mà cái phần quà gì chỉ giá cao. Có gì tôi đi xin được tiếp thì tốt. Rồi, chúc mừng TNF KK đã trúng giải cái phần mà 25 tháng 2 này. Thì tới tháng 3 tôi tiếp tục mở giveaway cho anh em, chưa biết game gì. Nhưng mà chắc vài ngày nữa thôi. Rồi ok, bye bye anh em. Coi như cái game tháng 3 này chúng ta có khá nhiều thứ đi chơi nha.